Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Seven News Today và blog của Đăng com Thì như trên màn hình của chúng ta có thể thấy rằng là chính VN Express nó cũng đã đưa những cái tin tức về pi Network một cách tích cực hơn so với thời điểm ban đầu Thì trên màn hình chúng ta thấy đó là một cái sàn nó cũng chuẩn bị list cái đồng pi Network khi nó được lên mainnet thì đây là phiên bản tiếng Anh của VN Express, có thể ấn vào cái nút À, dịch à, mình có thể dịch lại ra bằng tiếng việt cũng được à, mình có thể tìm ở đây chọn uhm. translate thì nó cũng uh, có nói về cái sàn uh, các một số các cái sàn được list ví dụ như chúng ta thấy có hubi này và gần đây nhất thì chúng ta có xt Uh, com thì đây là một trong những cái sàn nó cũng khá là là trong top đấy của, của của trên thế giới thì ở đây họ cũng ghi là chúng tôi rất vinh dự được thông báo rằng pi network sẽ được list sẽ được niêm yết lên trên xt com với cái cặp giao dịch là pusdt và sau này là chúng ta có thể nạp rút gửi tiền được thì họ cũng có đưa ra những cái thông tin về mã thông báo pi họ một lần nữa khẳng định đây là đồng pi liên quan đến pi network với cái trang web này với cái chuỗi khối này và cái liên kết của nó là thực sự đây đính chính xác là những cái liên kết chuẩn. Thì xét trên cái hương vị là một cái sàn giao dịch ạ, thì mình có thể kiểm tra trên đây thì đây là top những cái sàn giao dịch trên thế giới. Chúng ta thấy có top 1 là Binance và top 6 Bi. Và cái sàn XT á thì nó là top thứ 21 một Nó được chấm cái điểm tin cậy là 8 điểm thì đối với điểm số 8 là một cái điểm số tốt, à, cứ màu xanh như này là điểm số tốt. còn những cái nào điểm số mình để ý là cứ thấp điểm hơn là cái bầu nó sẽ nhạt hơn, thậm hơn. thậm chí có những cái sàn cái điểm nó rất là thấp như thế này. À, thì đấy chúng ta thấy có cái sàn xt com. thì về cái tính năng gọi là reserve data tức là chứng minh được cái tài chính của nó thì chúng ta chỉ thấy có một vài sàn làm được thôi. ví dụ như binance, crypto com, okx, coinbase à, còn chưa có ờ rồi chúng ta có phoenix này có bitget này có get io này có phimix Đấy, còn đâu những cái sàn khác thì hiện tại chưa có ví dụ như sàn xt com cũng chưa có cái tính khả dụng của cái uh, reserves data này thì cái này thực sự nó có quan trọng hay không thì thực tế là nó có quan trọng ở thời điểm hiện tại sau khi cái sàn ftx nó sụp đổ thì cái khả năng chứng minh tài chính nó rất quan trọng để đến để chúng ta chứng minh được cái sức khỏe của cái sàn nó có đáng tin cậy hay không vì bây giờ là cái việc mà uh, các cái sàn nó không an toàn á, là người ta không dám gửi tiền vô nữa thì uh, một trong những cách mà thu hút người dùng tham gia vào sàn nhiều hơn để rõ ràng là sử dụng cái uh, hiệu ứng cái uh, danh tiếng của vn là một cách cũng khá là thông minh à, uh, cũng đang làm cái điều đó nhưng hoa bay họ ăn ông người ta an toàn hơn là người ta chỉ nói là khi nào mà sàn uh, cái pin network nó ra cái open mainnet thì mới list còn cái ông xt mobile ở cái xt.com này thì ông ấy đã lít mất rồi. Thì đây chúng ta có thể thấy trên cái sàn giao dịch của xt.com nó đã lít cái cái đồng pi và cái mức giá tham 2 của nó trong ngày hôm nay ấy, là nó đâu đó khoảng 23,7 đô gần 24 đô. Có cái mức giá khởi điểm của nó đâu đó khoảng 0.16 đô thế này. Đó thì thì uh, nếu như xét trên cái phương diện là một đồng Coi thì rõ ràng chúng ta không thể tìm thấy được cái hợp đồng thông minh của nó bằng chứng đó chính là khi thắng vào trong thắng có thể có p network à, cái biểu đồ giá p có coin market cap này thì rõ ràng ở đây nó cũng không có cái thông tin dữ liệu nào theo dõi cả điều này có nghĩa là không có hợp đồng thông minh ở đây thì khi chúng ta không có hợp đồng thông minh ở đây thì chúng ta hoàn toàn không thể đưa vào trong các cái Uh, ví lạnh hoặc các cái ví nóng, ví ví nóng, ví dụ như là ví của uh, cái uh, Martima, Metamask, ví của Trust Wallet vân thì Thậm chí thắng kiểm tra luôn cả ở trên uh, sàn giao dịch Binance thì Pi nó cũng được liệt kê đây nhưng nó cũng ghi rõ là Coin này không được niêm yết trên Binance để dùng cho việc giao dịch và dịch vụ Thì người ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi rằng là liệu cái đồng Pi ở trên cái sàn xt.com này có thực sự hay không Và trên thực tế ra thì cái việc chúng ta sử dụng USDT và chúng ta mua cái cặp giao dịch pi USDT này là hoàn toàn có thể làm được nhưng mà uh, cái đồng pi này nó chỉ là một dạng đại diện cho đồng pi thôi và cái giao dịch này nó mang tính nội bộ tức là khi nào mà cái đồng pi nó được list hẳn lên trên có mấy kit cặp này thì người ta mới đưa cái giá trị đồng pi vô trong cái cái sàn ví dụ như Binance đó. thì bây giờ giả sử như Binance họ list pi lên thì họ sẽ phải có một cái căn cứ giá trị nào đó thì nếu như mà mỗi một cái sàn lại có một cái giá trị khác nhau á, thì như vậy đồng pin nó hoàn toàn nó sẽ bị thao túng về mặt giá trị và người ta có thể sử dụng cái việc là ăn tranh lệch giữa sàn này với sàn kia giống như là Sam Bankman Fry đã từng làm với các cái sàn giao dịch tiền điện tử ở bên Mỹ và bên Tokyo bên Nhật Bản thì chính vì cái điều đó mà Sam Bankman Fry trở thành tỷ phú đây là cái cách gọi là lợi dụng cái lỗ hỏng về tài chính tranh lệch tỷ giá thì hiện tại chưa có một cái sàn nào lít cả thì chỉ có mỗi cái đồng xt.com này, à, cái sàn xt.com này nó lít thôi thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái tín hiệu cũng khá là vui tức là Pi đã được quan tâm nhiều hơn Tất nhiên đây là một cái sự cộng sinh rất là lớn bởi vì uh, cái này cũng sẽ thu hút rất nhiều các cái uh, Pioneer, các cái người đào Pi người ta sẽ tò mò về cái sàn xt.com này Thực ra chúng ta ban đầu hầu hết những người đào coi những người uh, dùng coi những người chết coi hay những người hầu coi chúng ta đều biết đến bài nen nhiều hơn cái XT này thì rõ ràng mình cái cái sàn này nó không có quá nổi tiếng. Uh, <laughs> uh, mình có thể xem qua nó một chút. À, thì cái sàn này nó đứng cái điểm chấm Just uh, score trust score tức là cái điểm tin cậy của nó 8 điểm, 8 trên 10. Tức là thang 8 trên 10 là một thang khá. Thì cái số tiền ảo nó được uh, uh, giao dịch là 623 đồng. Token cũng như là coin. Cái khối lượng giao dịch của nó là 438 triệu đô la trong vòng 24 giờ. Để cho thấy rằng là cái sàn này cũng không phải là một cái sàn nhỏ đâu à, và cái việc họ list như thế này á, tất nhiên nếu như mà họ bị vi phạm thì có thể là họ sẽ bị p network cấm hoàn toàn cái việc list trên sàn trong tương lai nhưng theo thắng nghĩ rằng khi mà họ đã đưa ra một cái thông báo như thế này á, thì rõ ràng là họ đã có một cái sự chuẩn bị nào đó hoặc họ có thể là có cái mối quan hệ nào đó đối với p network rồi chứ không phải tự nhiên mà muốn list là list được bởi vì nó khác biệt ở chỗ đây nó không có sử dụng VP, không sử dụng blockchain P mà nó chỉ là cái cặp giao dịch P USDT là cái cặp giao dịch đại diện à ở hiện tại. Thì bây giờ chúng ta có thêm một cái bản vị, có thêm một cái đơn vị để chúng ta có thể đối chiếu tham chiếu. Ngày xưa thì mình cứ bảo một Pi giá chợ đen là 7 000 đồng, 8 000 đồng thì bây giờ mình có thể nhìn vô vào đây thì mình có thể án áng chừng chừng một pi bằng bao nhiêu ví dụ một pi là 14 đô chẳng hạn thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 300 ngàn một đồng Hoặc nếu như sau này một pi nó lên tối nay nó lại lên một pi là 23 đô thì lại vào hơn 500 ngàn một đồng ví dụ như vậy thì cái này nó cũng đại diện cho một cái việc trao đổi thôi thay vì chúng ta trao đổi tiền Việt đối với đồng pi là vi phạm là pháp luật <laughs> hoặc là vi phạm cái điều khoản của pi thì chúng ta sử dụng USDT để trao đổi như thế này thì hoàn toàn nó sẽ là hợp pháp ít nhất là ở trong sàn xt com à, trên quan điểm của tháng thì thắng sẽ không giao dịch cái gì cả ở thời điểm hiện tại bởi vì thứ nhất thắng cũng chưa kyc và cái thứ hai là uh, nó khá là rủi ro bởi vì đây nó là một dạng thị trường future nó giống như một dạng chuết coi và nếu như chúng ta không có cái kiến thức gì về việc chuết coi thì chúng ta chắc chắn là sẽ sẽ mất thất bại và mất rất nhiều tiền. thì nếu như như cô chú anh chị và các bạn đang xem cái video này có thắng và là một trong những môn holder những cái pioneer những người subscribe kênh youtube của thắng từ đầu đến giờ thì chúng ta hãy cẩn thận với cái uh, sàn giao dịch như thế này. Thắng không nói sàn này là là không tốt nhưng tuy nhiên cái việc giao dịch của pi thì lại là không thể đoán được bởi vì là Uh, nếu như một cái sàn một cái đồng coi nó ra mắt lâu đời nó còn có các cái sóng thì chúng ta có thể dự đoán một cái phần nào đó nhưng đây là một cái đồng coi mới niêm yết trong ngày hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2022 thì chúng ta hoàn toàn không thể biết được cái đường đi như thế nào nó hoàn toàn có thể bị thao túng bởi các cái nhà cái hoàn toàn có thể bị thao túng bởi các cái cá mập thì mình có thể nhìn thấy cái giao dịch này thì có rất nhiều người ta mua à, có những người họ mua uh rất nhiều Pi thì mình có thể thấy cái giá trị nó mua đây cái số lượng mua là 4,29 Pi này người ta mua rất là nhiều tức là nó chạy liên tục mình có thể thấy giá nó chạy liên tục như vậy thì mình xem cho vui thôi để mình biết ở à, đấy ít nhất là Pi đã có một cái giá trị cụ thể nào đó ở một cái đơn vị quy chuẩn nào đó chứ còn thể tại thằng khuyến nghị là không nên giao dịch bất cứ một cái đồng Pi nào và nếu như chúng ta cố tình đưa Pi lên trên sàn này và chúng ta nạp vô hoặc chúng ta giao dịch Thì rất có khả năng chúng ta sẽ bị mất cái đồng Pi đó Cho nên nếu cô chú anh chị nào đã mainnet, đã ô đã có Pi trong ví rồi thì hiện tại là hoàn toàn đừng nên làm bất cứ một cái điều gì với cái ví của chúng ta cả Chúng ta hãy cứ xem trong thời gian tới <laughs> Thì từ nay đến 2023 chỉ còn có 2 ngày, 3 ngày nữa thôi Thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là những cái tín hiệu từ Pi có tim xem liệu rằng cái việc list lên trên xt.com này là được phép hay là bị vi phạm cái chính sách của Pi Lúc đó chúng ta mới biết được là cái sàn xt.com này nó có thực sự là uy tín theo cái phương diện của Pi Network hay không. À, một cái sàn nữa nó cũng được liên biết là ProX. À, thì ProX theo tháng tìm hiểu ở trên coi 68.com thì nó cũng là một cái sàn khá là uy tín đó. Thì nó là một cái nền tảng giao dịch đa hợp đồng này, multi contract hàng đầu thế giới thì cái sàn này nó cũng có một số các cái chính sách ví dụ như KYC hạng AA này hạng AML, APG này, nó có những cái tính năng chống rửa tiền đó tức là anti money laundry à, thì rất là uy tín về cái vấn đề chống tội phạm rửa tiền và nó cũng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngân hàng HSBC Standard Character rồi thì nếu như sàn này mà lead B trong tương lai thì cũng là một cái dấu tốt bởi vì là HSBC là một trong những ngân hàng toàn cầu À, hầu hết các cái cái ATM của HSBC ấy, là có thể chấp nhận rút toàn bộ các cái thẻ Visa, Mastercard hay là American Express à, tất cả quốc gia trên thế giới đều gần như là được chấp nhận. thì à, khi làm trong cái lĩnh vực du lịch thì rõ ràng nhiều khi thắng gặp khách hàng họ cũng uh, không có tiền mặt họ muốn rút tiền để họ sử dụng ở Việt Nam để đi du lịch thì rõ ràng là luôn luôn khuyến nghị người ta đi ra cái chỗ HSBC để người ta rút tiền họ cũng có cả trụ sở ở Việt Nam Hà Nội cũng như họ cũng có cả những cái cây ATM để rút tiền nữa với cái chính sách rất chi là hợp lý hợp lý là rất nhiều ví dụ như một người họ cầm cái thẻ ở của Mỹ thì rút tiền ở là ngân hàng Vietcombank chẳng hạn thì rõ ràng họ đã bị mất phí nó sẽ cao hơn là họ vào cái ngân hàng HSBC à, thì đấy cũng là một cái rất chi là tốt thì nếu như mà Pi được list lên trên cái uh, uh, project này cũng là một cái tín hiệu tích cực chứ mà rõ ràng thì theo quan điểm của Thắng là Pi họ định nghĩa họ trở thành một cái dạng tiền tệ ngang hàng đối với tiền tệ pháp định thì cái việc họ có lít lên trên sàn hay không nó cũng không quá quan trọng Bởi vì cái sức mạnh nội tại của Pi nó hoàn toàn khác biệt so với các cái đồng coin khác Chúng ta nếu mà cứ so sánh Pi đối với Bitcoin, Ethereum, BNB thì nó rất là khó Bởi vì trên thực tế là kể cả Bitcoin, Ethereum hay BNB nó chưa tạo ra được một cái giá trị thực tế nào cả Nó chỉ đơn giản là chúng ta trao đổi Nhưng mà về mặt cơ bản nó vẫn là vi phạm pháp luật Ở việt nước Việt Nam của chúng ta Còn khi nào mà nó được công nhận Pi giống như một dạng thức tiền tệ thì lúc đó mới là cái sự thành công to lớn nhất của Pi còn hiện tại Pi mới đang ở trong chương trình gọi là mainnet đóng enclosed mainnet mà thôi thì đã là một số những cái chia sẻ quan điểm cá nhân của thắng về cái việc sàn xt.com list đồng Pi à, chúng ta thấy rằng nó lại lên 19 đô rồi đây này thì cái giá trị nó liên nó thay đổi rất là, là, liên tục và nếu như cô chú anh chị và các bạn yêu thích cái video này thì đừng quên nút like share cũng như là subscribe kênh YouTube để chia sẻ cái video này của thắng đối với nhiều người hơn và Thắng sẽ luôn luôn theo sát cái dự án P Network để cập nhật tới cô chú anh chị và bạn những cái thông tin mới nhất à, Và cũng như là token và thậm chí những cái token khác làm trên kênh Youtube SafeMoon News Today Channel Và nếu như cô chú anh chị và các bạn quan tâm đến những cái vấn đề khác, ví dụ như là tự do tài chính, đầu tư tài chính, à, kinh doanh online Có thể vào mục Hôm nay xem gì trên blog nguyênamthắng.com Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí những cái kiến thức Thắng học tập cũng như là thu lượng được trong quá trình à, trải nghiệm của cuộc sống cũng như là nếu như chúng ta muốn học tiếng Anh chúng ta có thể ấn vào nút học ngoại ngữ chúng ta muốn mua sắm với những cái sản phẩm được nhiều mã giảm giá như trên Tiki, Shopee, Lazada có thể vào bộ kinh nghiệm mua sắm hoặc săn mã giảm giá Và nếu như chúng ta muốn trở thành một cái ông chủ doanh nghiệp của bản thân mình muốn tạo ra được một cái à, thế giới riêng một cái doanh nghiệp riêng của chúng ta ở trên internet thì chúng ta có thể tham khảo những cái khóa học thằng chia sẻ hoàn toàn À, chủ động ở trên này với rất nhiều các cái khoa học khác nhau cái cách để thắng tạo ra thu nhập thụ động cho bản thân mình cùng với việc thắng làm việc à, hàng ngày và chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng đồng pi để thanh toán cho các cái khoa học ở trên cái cộng đồng báo nguyên thắng.com còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo xin chào